Cũng trong chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ nhằm chuẩn bị nội dung báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch về theo dõi đánh giá tình hình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản triển khai thực hiện quy chế thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, có công văn số 3504 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản thống nhất và đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong năm 2022, với điểm nhấn là triển khai quyết liệt đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cũng đề nghị cần tập trung làm rõ thêm các đối tượng để có thể triển khai hiệu quả đề án trọng dụng người có tài, nghiên cứu tạo sự đột phá trong chế độ đãi ngộ.